Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Chúng ta xin Chúa để mỗi người chúng ta được trở nên những cành nho luôn luôn được gắn kết với thân nho là chính Chúa Giêsu đã được Chúa Cha đem trồng trong thế gian này, để cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng sinh hoa kết quả tốt đẹp. Và trong thánh lễ này, xin cộng đoàn cùng với những người xin dâng lễ để xin tạ ơn Chúa và cầu cho linh hồn Lorenzo và Vicente mới qua đời. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời Thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ bị khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật tuần trước phục vụ cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của vị mục tử và đàn chiên là những hình ảnh rất đẹp và cũng cảm động để có thể diễn tả về cái tương quan gần gũi giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Còn trong trình thuật tin mừng của tuần này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho cũng là những cái hình ảnh rất gần gũi ở trong Kinh Thánh và cũng rất là quen thuộc với chúng ta, để diễn tả cái sự gắn kết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Chúa nói: Thầy là cây nho và anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Cây nho với sự gắn liền với cành cho thấy một cái sự kết hiệp, một cái sự kết hiệp thâm sâu và sự hiệp thông giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, cũng như nêu bật cái mối liên hệ ở bên trong bằng việc mang lại cái hoa trái. Giống như cành nho, vì nó được gắn kết và liên kết với cây nho, được thông dự vào sự sống của cây nho, thì các môn đệ của Chúa Giêsu nhờ gắn bó với Thầy cũng được thông dự vào sự sống chân thật là sự sống của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, cái sự thông dự này nó bó buộc họ phải sống và hành động theo cái nếp sống mới, nếp sống của Chúa Giêsu đã mặc khải cho họ. Nếu không có một cái sự liên kết hoàn hảo và không có sự gắn kết thì tất nhiên cành nho sẽ không thể sinh hoa trái. Mầu nhiệm gắn kết và hiệp nhất qua cành nho với thân cây được Chúa Giêsu tóm lại trong hai sự việc là kết hiệp và sinh trái. Càng kết hợp chặt chẽ càng sinh nhiều hoa trái. Và Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ điều kiện căn bản là họ phải kết hiệp mật thiết với Chúa thì cuộc đời và cuộc sống của họ đem lại kết quả thiêng liêng cho chính mình cũng như cho cộng đoàn mà các môn đệ sẽ được trao phó. Chúa Giêsu nhấn mạnh với các môn đệ
ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Trong trình thuật tin mừng chúng ta nghe hôm nay có tới 9 lần cái cụm từ ở lại trong được lặp đi lặp lại. Cái sự kết hợp sẽ sinh hoa trái, và sự kết hợp với cây nho thì chắc chắn cành với cây phải kết hợp với nhau, không thể tách rời, là bổn phận của một cành nho để có thể sống và sinh được hoa trái. Đây là một cái hình ảnh ẩn dụ thôi, nói về việc gắn bó cùng Chúa Giêsu. Và cái điều kiện này không thể thiếu được nếu không muốn đời sống siêu nhiên của mình trở nên héo úa và vô dụng như cành cây khô héo khi lìa cây. Vì Chúa đã nói rõ, không có Thầy thì anh em không thể làm gì được. Không ở trong Thầy, không gắn bó với Thầy, không kết hợp với Thầy thì sẽ như cành lìa cây. Thật thế, các môn đệ của Chúa sẽ phải đối diện với sự lựa chọn như Chúa Giêsu tiếp tục cái dụ ngôn. Nếu ai không ở lại trong Thầy thì người ấy sẽ bị quăng ra ngoài như một cành cây khô héo và sẽ bị người ta gom lại, quẳng vào lửa cho nó cháy đi. Ở đây Thánh Augustino trong cái phần suy niệm của mình ấy, thì Ngài giải thích rõ hơn là cành nó chỉ thích hợp với một trong hai cái điều thôi. Hoặc là với cái cây, tức là cành nho thì phải gắn kết với cây nho. Hay là với lửa, đó, chỉ có hai thôi. Nếu nó không ở lại trong cây nho thì chỗ của nó sẽ là ở trong lửa. Và nếu nó có thể thoát khỏi lửa thì nó có chỗ đứng ở trong cây nho. Tuy vậy, để cành nho có thể đơm bông và kết trái thì ngoài cái việc mà gắn kết với thân cây, nó còn phải được chăm sóc và được cắt tỉa nữa. Thiên Chúa là Cha và người là người trồng nho luôn. Ngài cắt tỉa những cái việc bất xứng và xén đi những cái gì không phù hợp. Chấp nhận được cắt tỉa là chấp nhận thương đau, chấp nhận được thanh luyện, cho nên không thể không hy sinh khi muốn bước theo Đức Kitô và kết hợp mật thiết với người. Thế nhưng mà những cái mất mát sẽ dẫn đến những cái thắng lợi, khổ đau sẽ dẫn đến vinh quang, và sự chết sẽ dẫn đến sự phục sinh. Đó là bài học xuyên suốt trong cuộc đời, lời giao giảng cũng như là cái chết của Chúa Giêsu. Và các môn đệ là những học trò của người thì cũng sẽ phải đi theo cái con đường ấy. Trong suốt hàng ngàn năm và sẽ mãi đến tận thế thôi, thì giáo hội của Chúa Kitô đã tiến bước với cái niềm xác tín ấy. Nhựa sống từ thân cây nho là chính Chúa Kitô đã không ngừng tuôn chảy ở trong lòng giáo hội. Với cái nhìn đức tin thì người ta vẫn nhìn thấy cái sức sống mới ở trong giáo hội Chúa Kitô, trong đó những cái giáo huấn của Chúa, những giá trị của tin mừng vẫn mãi mãi trở thành một con đường cho những ai thành tâm thiện chí để đi tìm gặp Chúa Kitô. Giáo hội có sinh nhiều con cái cũng là nhờ các chi thể của mình là những cành nho luôn được cắt tỉa, luôn được kết hợp với cây nho. Thưa cộng đoàn, cũng như cái mức độ phát triển của cành nho tùy thuộc vào mức độ mà nó gắn kết với thân cây, thì mức độ liên kết của người môn đệ với Chúa Giêsu quyết định cái mức độ phát triển của sự sống thần linh, sự sống tâm linh nơi họ. Nói cách khác, hoa trái thiêng liêng trong đời sống và sứ vụ của người môn đệ chính là thước đo cho mức độ liên hệ của họ với Chúa Giêsu là cây nho và với Chúa Cha là người trồng nho. Kitô hữu có nghĩa là người được thuộc về Đức Kitô, như là cành nho gắn liền với cây nho, và vì thế cuộc sống của chúng ta đương nhiên phải kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô và sống bằng cái sức sống của Chúa. Muốn vậy thì chúng ta hãy mau mắn để đến với Chúa Giêsu qua những cái việc mà tuân giữ những cái điều răn mà Chúa dạy, ghi nhớ các giáo huấn và thực hành cái giới luật yêu thương, như là thư thứ nhất của Thánh Gioan mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 2 nhắc đến. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ ở lại trong người ấy. Và bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của người và những điều đẹp ý người, thì chúng ta xin gì thì chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và xin Chúa để giúp cho mỗi người trở nên những cành nho luôn được tháp nhập với thân cây nho qua việc chúng ta tham dự các thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện với Chúa và thực hành các giáo huấn của Chúa, những việc làm tốt đẹp, thánh thiện mà chúng ta cư xử với nhau, để rồi chúng ta kín múc cái nguồn sức sống dồi dào từ nơi Chúa. Từ đó cuộc đời chúng ta sẽ phát triển và sinh nhiều hoa trái của sự bình an, của yêu thương và hạnh phúc,
cho mình và cho anh chị em nữa.